Để con gái livestream bán quần áo thay mẹ, bé gái mô tả sản phẩm thật đến từng chi tiết, đã thế còn sale giá muốn lũng sàn rẻ như cho. Theo đó được hôm rảnh rỗi bé gái được cô mẹ nhờ lên livestream hộ, còn mẹ thì ngồi bên dưới đợi chốt đơn. Thế nhưng thay vì quảng cáo sản phẩm làm sao lấy được lòng tin của khách hàng, thiện cảm của người mua, để mẹ còn chốt đơn bán được hàng, thì bé gái lại mô tả sản phẩm vô cùng chân thật dưới cảm nhận của chính mình. Đẹp thời trang thế còn gì nữa. Rách tả tôi như chó ăn thế này. Cầm chiếc quần jean trên tay, ống quần thì được nhà sản xuất cắt phá cách cho hợp xu hướng thời trang. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của nhà sản xuất, dưới góc nhìn của một cô bé thì lại cho đây là chiếc quần rách tả tơi như chó gặm, khiến người xem không nhịn được cười. Đã thế còn sale giá từ chiếc quần mấy trăm ca, cô bé sale xuống còn đúng 2.000. Gì? Sexy nhưng mà sexy hơn như là chó mặn ấy. Còn đây là mấy cái mạng nhện này. Ôi trời ơi. Cái mạng nhện nhỉ? Ủa sao lại không đúng? À cái này 2k. 2.000 thôi à, rẻ thế. Tại vì cái này rất tả tôi, thế này 2.000 thôi mọi người thông cảm nhá. Rất tả tôi nhưng mà có 2.000 rẻ mọi người mua đi. Quan trọng là tiền của. Quan trọng là tiền của. Không nhưng... quan trọng là quần áo, mà quần áo nó phải đẹp đẹp xong rồi sexy quá mọi người ra đường cười. Bên dưới phần bình luận nhiều người lại bảo, đúng là bán hàng có tâm, người có tâm ắt sẽ có tầm. Có khi sau buổi live này, cô bé chiếm luôn spotlight của bà mẹ cũng nên. Một vài bình luận được dân mạng để lại. Mẹ nhập váy kỳ ghê bảo sao bán ế, để con lên live phát là chốt đơn liền. Cho em chốt giá cái quần 2.000 về lau sàn nhà, chứ quần này mà bận vào không khéo chó nó gặm luôn em. Chị mẹ kiểu, cả cái shop cái nào cũng bán được trừ mỗi cái quần chó gặm không bán được. Để con gái lên bán sale giá cái rực còn 2.000, bán trong một nốt nhạc. Cảm ơn mọi người đã xem. Đừng quên đăng ký kênh Tin Gì Hay để cập nhật nhiều tin tức mới mỗi ngày nha.